sa thú lần thai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được những hiểu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Hương Đoạn Minh Hành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào cô tu nữ Thammachari, kính chào Phật tử Nhật Quỳnh, Phật tử Thanh Thủy, Phật tử La Hoàng Thá Ná, Phật tử Thiền Năm, Gót Bèo, kính chào Phật tử Hồng Nhật, ai kêu lần đó, Buông Bỏ, kính chào Phật tử Cẩm Vân, Châu Phan, rồi các Biên Hòa, Hội Kỳ Pháp, kính chào Nguyễn Mộng, kính chào Má Hai Chá, kính chào Na Tra, kính chào người phương Nam, kính chào Phật tử Vạn Đông, Phật tử Sương Mai, Thiện Nghiệp, kính chào Trang Thư, kính chào toàn thể quý vị, chúc quý vị có một ngày Pháp online được an vui. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục với Linh Tinh Yếu Hiệp. Phần Linh Tinh Yếu Hiệp thì chúng ta đã học qua phần Thọ Yếu Hiệp, Nhân Yếu Hiệp và Sự Yếu Hiệp. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học về Môn Yếu Hiệp Đo Rác Sân Gá, gọi là Môn Yếu Hiệp. Vậy thì trước khi bắt đầu thờ thiết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwa Demi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Amassami Suppatibbano Bhagavato Sāvakasangho Sanghang Namami Lokassanathang Varamuttama Hang Buddhang Cha Thammang Cha Manamami Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học về cái phần môn. Môn ở đây đó thì bản ngữ Pali đọc là Đo Rác, còn Môn Yếu Hiệp có nghĩa là Đo Rác Sằng Ngã Hát. Đo Rác Sằng Ngã Hát, cái chữ yếu hiệp này có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là nói về cái sự hợp đồng khi mà tâm nó nương ở chỗ nào, rồi cái tâm đó khi mà nó sanh lên có bao nhiêu tâm sở đồng sanh theo nương chỗ nào đó thì gọi là yếu hiệp, gọi là yếu hiệp. Vậy thì có thể là chúng ta sẽ hiểu thêm một cái nghĩa nữa là hợp đồng hay là chung, hợp đồng hay là chung. Môn yếu hiệp đo rá thì có cái dấu trường âm nha. Sangaha chữ N thì có dấu chấm trên. Đo ra Sangaha, cái chữ chữ đo ra có cái trường âm ở trên, còn cái chữ sân ga hát
ngã có dấu chấm, đúng rồi. Đó gọi là một môn yếu hiệp. Vậy thì cái chữ môn ở đây là đo rác, mà môn ở đây có nghĩa là đo rác. Môn ở đây thì có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái lối đi, cái lối đi. Vậy thì môn ở đây nó là cửa ngõ, cửa ngõ, cái lối thông để đi ra đi vào. Thì cái lối thông để đi ra đi vào thì chúng ta gọi là cửa ngõ. Vậy thì cái môn môn ở đây có nghĩa là cửa, hoặc là cái ngõ, cửa ngõ đó. Thì cửa cửa ngõ, cửa nhà, hoặc là cửa thành, hoặc là cửa cổng, vân vân. Thì là đo rác, là đo rác. Còn săn cái há có nghĩa là giống như là hợp đồng, phối hợp nó, thì gọi là yếu hiệp. Đo rác, săn cái há thì theo cái nghĩa thô á, cái nghĩa nói theo cái nghĩa đen đó là như vậy. Còn nếu mà nói theo trừu tượng, hoặc là nói theo pháp, nói theo pháp á, thì môn ở đây có nghĩa là cái chỗ mà làm cứ điểm, để cảnh nó hiện vào, và tâm sanh lên. Vậy thì chính là cái gì quý vị? Chính là những cái sắc thần kinh. Sắc thần kinh, quý vị có nhớ sắc thần kinh nó nằm đâu không? Quý vị có nhớ sắc thần kinh nó nằm đâu không? Sắc thần kinh nó nằm đâu? Nó nằm ở trong phần sắc pháp. Sắc thần kinh thì nó nằm ở trong phần sắc pháp đó. Và quý vị nhớ rằng cái sắc thần kinh á, là nó là một cái chất nhạy ở trong cái con mắt, là ở trong cái lỗ tai, ở trong cái lỗ mũi đó. Nó là cái chất nhạy, như là nó là cái phần tinh tế của tứ đại, của đất nước lửa gió đó. Chúng ta nên nhớ vậy. Và chúng ta nhớ là sắc sắc thần kinh để làm gì? Để nó tóm thâu cảnh. Để nó tóm thâu cảnh, nhờ nó tóm thâu giống như là nó lưu trữ vậy đó. Thành ra lúc đó tâm mình mới sanh lên, tâm mình mới sanh lên. Thành ra nếu mà chúng ta không có cái sắc thần kinh, không có sắc thần kinh thì mình không có bắt cảnh được, mình không có thâu thâu cảnh vô được đó. Thành ra cái sắc thần kinh nó cũng rất là quan trọng. Vậy thì trở lại với vấn đề là môn yếu hiệp. Môn ở đây có nghĩa là cái chỗ mà để cho cảnh nó đi ra đi vào, cái chỗ mà để mà mình thâu bắt cảnh đó, thì coi như chỗ đó gọi là môn. Vậy thì khi mà chỗ nào nó nương ở cái chỗ nào để mà nó thâu cảnh, thì chúng ta kêu tên ngay chỗ đó. Chúng ta kêu tên ngay chỗ đó. Thì còn nếu mà nói rộng nữa đó, khi mà môn á, mà nói theo sắc pháp á, thì có thân môn và khẩu môn. Thân môn, khẩu môn, ý môn đó. Cái chỗ mà chúng ta tạo về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó đó. Thì khi mà nói về môn, mà nói theo cái chỗ mà tạo nghiệp, thì chúng ta có thân môn, khẩu môn, ý môn. Còn nếu mà chúng ta nói về mà cái ý nghĩa khác, khi mà nhắc tới môn, thì nếu mà mình nói về cái ý nghĩa khác nữa, là giải thoát môn. Mà giải thoát môn có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là nói về ba cái cửa ngõ, ba cái ngõ để giải thoát. Có người thì người ta tu tập không tánh giải thoát, có người người ta tu tập vô tướng giải thoát, có người người ta tu tập vô nguyện giải thoát. Thì khi mà nói về mà giải thoát môn á, thì chúng ta nên biết là không tánh giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát. Là coi như là cũng nhắc về về môn, cái cửa ngõ, cái nơi, cái lối thoát của mình á, exit, cái lối thoát của mình đó. Cái lối thoát này là thoát khỏi sanh tử luân hồi.
Rồi, vậy thì chúng ta khi mà nhắc đến cái chữ môn thì chúng ta phải biết theo nó nhiều cái khía cạnh, nhiều cái khía cạnh. Ví dụ như những người mà người ta dịch sách thì người ta cũng phải biết những cái điều này, đo rác là cái cửa hay là cái cổng. Nhưng mà trong cái ngữ cảnh khác thì đối với đo rác này, nó thuộc về đang tạo về thân nghiệp, khẩu nghiệp hay là ý nghiệp, hoặc là có chỗ khác, thì khi mà chúng ta gặp cái chữ đo rác này thì chúng ta cũng biết là nói về ba cái lối thoát, ba cái lối thoát có nghĩa là giải thoát môn đó, là tam giải môn, là ba cái lối thoát là vô tướng giải thoát, rồi vô nguyện giải thoát, không tánh giải thoát, là chúng ta phải nhớ cái điều đó. Kế tiếp, môn mà được nói theo vi diệu pháp, bây giờ môn mà được nói theo vi diệu pháp là chúng ta có sáu loại, chúng ta có sáu loại. Thứ nhất là gì? Nhãn môn, chắc khú đo rác. Thứ hai là nhĩ môn, xô tát đo rác. Thứ ba là tỷ môn, kha rác đo rác. Thứ tư, thiệt môn, chi hoạ ha đo rác. Thứ năm là thân môn, ca giác đo rác. Thứ sáu là ý môn, mát nô đo rác. Vậy thì chúng ta thấy rằng là coi như cảnh và tâm nó nương theo chỗ nào nó sanh lên thì chúng ta gọi tên theo cái chỗ đó thôi, chứ đâu có cái gì đâu. Thì ví dụ như bây giờ ví dụ như chúng ta nghe cái gì không hiểu là nhãn môn, nhĩ môn, rồi tỷ môn, rồi thiệt môn, rồi thân môn, rồi ý môn, mình không, nó ủa sao kỳ, những cái chữ này nó lạ quá. Thì chúng ta phải chúng ta quay lại, chúng ta coi nó rất là đơn giản. Tại vì cảnh nó đi vô ngay chỗ cái đường đó, nhờ đó mà tâm nó sanh lên, thành ra chúng ta dựa vào đó mà chúng ta đặt tên, dựa vào đó mà chúng ta kêu tên. Thì bây giờ nó đi vào, nếu mà cảnh sắc, những cái màu, những hình dáng mà nó nằm, nó đi vào ngay chỗ sắc thần kinh nhãn, nó đi ngay chỗ đó thì sắc thần kinh nhãn tóm thâu, thì coi như là lúc đó tâm nhãn thức nó sanh lên, thì cái trong cái lúc chúng ta gọi là nhãn môn. Còn thể mà cảnh thinh, những cái tiếng này tiếng kia mà nó đi thẳng vào ở sắc thần kinh nhĩ, thì coi như là tâm nhĩ thức nó sanh lên, thì lúc đó chúng ta gọi đó là nhĩ môn. Chúng ta gọi hỏi cái cảnh thinh đó nó đi bằng đường nào vô vậy, sao mà nó đi vô chỗ nào, thì chúng ta nói ở cái chỗ nhĩ môn ấy. Ngay chỗ nhĩ môn mà nó bắt bằng lỗ tai đó. Nhưng mà chúng ta nhớ là khi mà cái chức năng cái chức năng của sắc thần kinh là nó làm cái gì, nó tóm lấy cái cảnh của nó. Thí dụ với sắc thần kinh nhãn thì nó bắt cảnh sắc, nó tóm thâu cái cảnh sắc. Sắc thần kinh nhĩ nó sẽ tóm thâu cái cảnh thinh đó, rồi từ đó thì cái cảnh nó đi vào ngay chỗ nào, ngay chỗ cái môn nào, thì chúng ta dựa theo đó mà chúng ta kêu là nhĩ môn hoặc là nhãn môn. Cũng vậy, khi mà mùi, những cái mùi mà nó đi vào, nó bị cái gì tóm thâu, hoặc là nó đi vào ở cái cửa ngõ nào, thì chúng ta gọi đó là tỷ môn. Chúng ta gọi là đó là tỷ môn đó. Rồi khi mà đối với những cái cảnh xúc mà nó bị cái sắc thần kinh nào mà nắm lấy nó, tóm thâu lấy nó, thì lúc đó chúng ta gọi là thân môn, mà có nghĩa là do thân mình cảm nhận được nóng lạnh, cứng mềm, hoặc là cái sự mà rung chuyển, thì coi như là lúc đó là
Do đâu quý vị? Do thân của mình biết, thành ra mình gọi đó là thân môn. Rồi khi nào mà những cái cảnh pháp, mà nó đi vào những cái tâm, những cái lộ trình tâm của mình, thì lúc đó đó mình gọi là ý môn đó. Thì không biết là chúng tôi trình bày như vậy đó, chúng tôi trình bày như vậy đó, thì quý vị hiểu chưa, hiểu cái chữ môn này chưa? Đó, nó chỉ có nương theo đó thôi, nó chỉ có nương theo đó để mà nó sinh, chúng ta dựa theo đó mà chúng ta gọi tên thôi, nó chứ nó cũng không có gì hết. Rồi vậy thì quý vị nhớ khi mà tâm nó sinh lên đó, là nó có mấy nguyên nhân, nó có mấy nguyên nhân, có bốn nguyên nhân. Chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải có nghiệp quá khứ, rồi có cảnh nó mới sanh lên. Rồi phải có cái gì nữa, có tâm sở, tâm mà tâm sở nó đồng sanh, thành ra muốn tâm nó sanh lên thì phải có tâm sở, rồi có vật nương, có vật nương thì coi như là tâm nó mới sanh lên đó. Chúng ta khi mà học về tâm thì chúng ta nhớ, mà nếu mà tâm mà muốn nó sanh lên đó, thì nó phải có những cái nhân nó như vậy đó, thì nó mới nó mới sanh lên được. Rồi vậy thì đối với nhãn môn á, nhãn môn là gì? Nhãn môn có nghĩa là ngay chỗ cái con mắt của mình á, con mắt của mình khi mà nó bắt cái hình ảnh gì đó, cái màu sắc gì đó, nó đi theo vô, nó đi ngay vô cái sắc thần kinh nhãn của mình, ngay tầm của mình để mà nhận biết cảnh sắc đó, thì coi như là lúc này là cái chi pháp là mình gọi là nhãn môn. Mà nhãn môn là do sắc, sắc thần kinh nhãn nó sẽ bắt lấy cái cảnh đó đó. Cứ thành ra đó, chúng ta cái điều này thì quý vị thấy rằng, là đối với vị diệu pháp, vị diệu pháp là Đức Phật, ngài tán nhiễn ra cho mình, ngài tán nhiễn ra cho mình. Ví dụ như bình thường mình thấy, hoặc là mình nghe, hoặc là mình ngửi, thì mình biết chung quy nó là như vậy thôi. Thì mình biết chung quy là con mắt mình nó thấy, rồi tai mình nó nghe. Nhưng mà đối với khi mà chúng ta học vi diệu pháp thì chúng ta mới biết rằng là coi như là những cái sắc thần kinh này, nó bắt đúng đối tượng của nó, thì khi đó đó, tâm nó sẽ nương đó để mà nó sanh lên. Có nghĩa là khi mà chúng ta học vi diệu pháp đó, thì chúng ta phân tích ra được, chúng ta phân tích ra được, chúng ta phân tích ra được từng phần nhỏ, từng phần nhỏ như vậy. Chúng ta đều phân tích ra được. Thế mà nếu mà nói về cái nào cái gì đó, thì chúng ta cũng phân tích ra được từ từ hết. Rồi vậy thì đối với cái nhãn, mà tại sao mà gọi là nhãn môn mà yếu hiệp, nhãn môn yếu hiệp. Bây giờ hồi nãy chúng ta học là cái phần môn yếu hiệp, vậy thì ở trong vi diệu pháp, cái bài chúng ta học khi mà nhắc đến môn thì nói đến cái gì? Nói đến sáu môn, mà nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Rồi bây giờ vậy thì nếu mà chúng ta gắn cái chữ yếu hiệp, chúng ta gắn cái chữ yếu hiệp vô, thì như hồi nãy á, là chúng tôi nói cho quý vị nghe, yếu hiệp có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái tâm và tâm sở nó đồng sanh ở trong đó, thành ra chúng ta gọi là yếu hiệp, hay là chúng ta gọi là cái sự phối hợp đó, cái sự phối hợp. Vậy thì đối với nhãn môn á, là nó có bao nhiêu tâm và tâm sở sẽ nương môn. Có nghĩa là bây giờ á, khi mà cái cảnh sắc nó đi vào, cái cảnh sắc nó bị nó bị cái nó là cái đối tượng cho sắc thần kinh nhãn, nó tóm thâu cái cảnh sắc, nó tóm thâu cái cảnh sắc. Vậy thì khi mà sắc thần kinh nhãn á,
nó tóm thâu cái cảnh sắc đó đó, thì tâm nó sanh lên, thì có bao nhiêu ngà, có bao nhiêu tâm nó sanh lên ở trong đó. Có bao nhiêu tâm thì chúng ta biết rồi, chúng ta đã biết là có tâm sanh thì phải có tâm sở đi theo ở trong đó, phải có tâm sở đi theo ở trong đó. Vậy thì nương theo nhãn môn á, nương theo nhãn môn á, nếu mà chúng ta mà nói một cách mà chắc chắn á, chúng ta ví dụ như là nương theo nhãn môn mà tâm gì nó sanh lên quý vị, tâm nhãn thức. Theo nhãn môn thì tâm nhãn thức nó sanh lên, phải không? Phải không quý vị? Đó, thì nhãn môn ở đây á, là sắc thần kinh nhãn, mà sắc thần kinh nhãn làm chỗ nương cho, làm chỗ nương cho tâm nhãn thức nó sanh lên. Đó, vậy thì khi mà nói á, khi mà hỏi quý vị á, là coi như là con mắt mình nó thấy á, thì có bao nhiêu có bao nhiêu tâm và tâm sở nó sanh ở trong đó, có bao nhiêu tâm và tâm sở nó sanh ở trong đó. Thì kính thưa quý vị, khi mà tâm, khi mà cảnh sắc mà nó bị sắc thần kinh nhãn tóm thâu vô rồi, thì lúc đó đó đối với tâm nhãn thức thì một trong hai tâm nó sanh lên, nhãn thức thọ xả quả bất thiện, hoặc là nhãn thức thọ xả quả thiện, đó cùng với cùng với bảy sở hữu hoặc là bảy tâm sở nhất định, nhất định nó sẽ nương ở trong đó, nhất định nó sẽ nương ở trong đó. Hai cái này là coi như là nhất định. Thành ra quý vị cứ nhớ rằng là cái cặp mà ngũ song thức đó, là lúc nào nó cũng có bảy tâm sở đồng sanh trong đó hết. Còn nếu mà nói rộng á, còn nếu mà nói rộng á, thì coi như là có 46 tâm mà nó sanh lên, 46 tâm nó sanh lên. 46 tâm này đó là coi như là 46 tâm này là coi như là ở đâu? Ở ở dục giới, ở cõi dục giới. Nếu mà tính theo cõi dục giới thì có 46 tâm nó sanh lên, thì trong đó chúng ta đối với tâm sở thì chúng ta lấy hết, chúng ta lấy hết. Thì quý vị có nhớ là chúng ta có bao nhiêu tâm dục giới không? Quý vị có nhớ là chúng ta có bao nhiêu tâm dục giới hay không? Chúng ta có bao trời tâm dục giới mà sao có 81 tâm nhiều dữ vậy? Tâm dục giới, tâm dục giới, dạ đúng rồi, tâm dục giới có 54 tâm thôi. Mà ở trong đây á, ở trong đây á, nói về nhãn thức nhãn môn, nói về nhãn thức thì người ta cho mình biết á, là cái đáp số á, là có 46 tâm dục giới, nó sẽ sanh lên khi mà con mắt của chúng ta bắt cảnh, con mắt của chúng ta bắt cảnh thì có 46 tâm dục giới nó sanh lên. Quý vị cái này nó mất mé tí xíu thôi, quý vị hiểu là quý vị sẽ trừ ra được tâm nào liền. Chúng ta có 54 tâm dục giới, chúng ta có 54 tâm dục giới. Mà bây giờ á, là cái bài học này á, là các ngài cho mình biết 46 tâm sanh lên. Chúng ta lấy 54 chúng ta trừ ra cho 46 phải không? Còn bao nhiêu tâm? Còn bao nhiêu tâm quý vị? Còn bao nhiêu tâm? 54 trừ 46 đi, quý vị trừ trước đi. Quý vị lấy 54 mà quý vị trừ cho 46 còn mấy? Còn 8. Rồi. Tâm này là trừ là 8 tâm gì? 8 tâm này là 8 tâm gì? 8 tâm này là 8 tâm gì? Cái này nó dễ lắm quý vị, là chúng ta đang bắt cảnh gì? Chúng ta đang bắt cảnh sắc. Chúng ta đang bắt cảnh sắc phải không? Vậy thì lỗ tai mình có bắt được cảnh sắc không? Lỗ tai mình có bắt được cảnh sắc không? Không, đúng rồi. Lỗ mũi mình có bắt được cảnh sắc không? Không. Rồi
Lưỡi mình có bắt được cảnh sát không? Không luôn. Thân mình có bắt được cảnh sát không? Không luôn. Vậy là phải trừ ra tám tâm đó không? Năm bốn mà trừ bốn sáu mà chúng ta có, chúng ta cái tâm dục giới đó, nó có 54 tâm. Mà ở đây là tác giả đó, là người ta cho mình biết đó, là khi mà tâm nhãn thức mình đó, nó nương nhãn môn nó sanh lên đó, thì có 46 tâm là có thể sinh lên. Thì chúng ta lấy 54 chúng ta trừ 46 rồi thì nó còn 8 tâm. Thì bây giờ chúng ta trừ ra 8 tâm nào? Chúng ta trừ ra 8 tâm nào? Thì cái nào thì chúng ta phải trừ ra cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân. Phải không quý vị? Nó đâu có bắt được ánh sáng đâu thì mình phải trừ nó ra. Mình phải trừ nó ra ha. Đó, chúng ta biết được cái mắt mé này nè, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân, đó trừ ra tám tâm. Đó, tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Tại vì đối với cái lỗ tai của mình thì suốt đời nó chỉ nghe được âm thanh. Lỗ mũi mình nó suốt đời, suốt kiếp sống nó chỉ ngửi được mùi thôi. Lưỡi của mình nó suốt đời nó cũng chỉ nếm được vị thôi. Đó, thân á, thì nó cũng biết được cảnh cảm xúc thôi. Còn đối với những cái tâm gì mà nó thuộc về ý á, ý dơ, ý thức dơ á, thì nó còn biết được, nó còn biết được những cái cảnh khác. Đó, thành ra còn cái cặp lỗ mũi, cái cặp lỗ tai này nè, thì nó chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi đối với cái cặp mà tâm nhãn thức cũng vậy, nó cũng xúc đời bắt cảnh sắc thôi. Đó, xúc đời bắt cảnh sắc thôi, chứ không có gì hết đó. Đó, rồi đến nhĩ môn. Nhĩ môn á, nhĩ môn mà là nhĩ môn khi mà chúng ta nghe được âm thanh rồi đó, hoặc là nó tóm thâu được âm thanh, thì tâm gì nó sẽ sanh lên. Sắc bằng kinh nhĩ của mình khi mà nó tóm thâu được âm thanh rồi thì lúc đó tâm gì nó sanh lên quý vị? Trước tiên là tâm gì nó sanh lên? Cái tâm gì mà nó nương ở sắc thần kinh nhĩ? Tâm gì nó nương? Đúng rồi, dạ, tâm nhĩ thức. Nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, thọ xả quả thiện, là chắc chắn là nó sẽ nương khi mà sắc thần kinh nhĩ chúng ta mà nắm, mà nó tóm thâu được âm thanh rồi đó, thì chắc chắn là anh này anh sẽ sanh lên. Một trong hai anh nhĩ thức này anh sẽ sanh lên. Mà một trong hai anh nhĩ thức này đó anh sanh lên thì coi như là có cái gì nữa? Bảy sở hữu đồng sanh, bảy sở hữu biến hành. Bảy sở hữu biến hành, biến hành là đi khắp trong các tâm. Đi khắp trong các tâm, chúng ta nhớ biến hành là đi khắp. Biến hành là đi khắp, đi khắp ở trong các tâm. Bảy sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tác, ý. Đó, hai cái khi mà cái sắc thần kinh nhĩ của chúng ta đó, bây giờ chúng ta đang học về môn, thành ra chúng ta gọi là nhĩ môn, mà nó tóm thâu được âm thanh rồi thì chắc chắn hai tâm nhĩ thức nó sẽ sanh lên. Rồi còn cái mà nó sanh theo nữa, cũng như là nó bất định đó, là coi như là 46 tâm sinh lên, 46 tâm sinh lên với 52 tâm sở. 52 tâm sở thì chúng ta biết rồi, mình lấy hết, mình không có bỏ gì hết. Lấy hết không có gì hết. Vậy thì chúng ta chỉ tính cái phần tâm thôi. Ở đây nó cũng có 46 thôi. 46 tâm dục giới. 46 tâm dục giới, vậy thì quý vị trừ ra cái gì quý vị? Trừ ra cái cặp gì? Bây giờ mình đang bắt về cảnh thinh, mình nghe âm thanh, thì cái nào mà nó không nghe được âm thanh đó, mình trừ nó ra đi. Mình trừ nó ra. Cặp nhãn thì sao quý vị? Cặp nhãn nó không nghe được âm thanh, trừ nó ra. Rồi cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân
hai sắc và gặp nhãn nha, tỷ thiệt nhãn thân rồi cũng đúng. Và đó đó mình trừ cái cặp đó ra nha, mình gắn cái chữ cặp vô đi để mình nói mình tưởng có bốn à. Đó đó mình cũng rất là dễ việc như cái này thì mình cứ sàng qua sàng lại biết là quý vị nhớ à. Chứ không thôi nếu mà mình không có chịu mà nói hoặc là mình suy nghĩ á thì mai mốt mình quên nha, mình quên mình quên, thành ra quý vị chịu khó chịu khó mà mình cứ làm từ từ như vậy là mình sẽ hiểu được đó. Rồi bây giờ đến tỷ môn, mà tỷ môn yếu hiệp hoặc là tỷ môn, thì khi mà tỷ môn á là nó tóm thâu được cái mùi rồi đó, nó tóm thâu được cái mùi thì lúc đã tâm gì sanh lên, tỷ môn mà nó tóm thâu được cái mùi, tỷ môn là cái lỗ mũi của mình á, mà nó tóm được cái mùi rồi đó, rồi tâm tỷ thức sanh lên. Đúng rồi, tâm tỷ thức, tỷ thức thọ xả quả thiện có nha, quả bất thiện có nha, rồi bảy bảy tâm sở biến hành sanh lên ở trong đó, bảy tâm sở biến hành sanh lên ở trong đó. Rồi cái mà bất định là 46 tâm nó sinh lên, 46 tâm dục giới nó sanh lên. Vậy thì chúng ta trừ ra cái gì, chúng ta trừ ra cái cặp nào, chúng ta trừ ra cái cặp nào đó. Cặp thiệt, cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp thân. Dạ đúng rồi, xà thủ lành thai đó, quý vị tính từ từ chậm chậm vậy là nó sẽ ra hết thôi. Rồi bây giờ đến vậy là chúng ta nhớ ha, là có 52 tâm sở nữa, cái nào cũng có 52 tâm sở hết. Thành ra chúng ta đó giống như là mẫu số chung rồi đó, mẫu số chung 52 tâm sở đó. Rồi bây giờ đến thiệt môn, thiệt môn yếu hiệp, thiệt môn hợp đồng. Vậy thì khi mà lưỡi của chúng ta đó nó tóm được cái cảnh vị rồi, nó tóm được cảnh vị rồi thì tâm thiệt thức nó sẽ sanh lên. Cái cặp thiệt thức đó nó sẽ sanh lên, nó cặp thiệt thức đó mà nó sanh lên thì cũng có bảy sở hữu biến hành nó đồng sanh ở trong đó, có bảy sở hữu biến hành đồng sanh ở trong đó ha. Có bảy sở hữu biến hành nó đồng sanh ở trong đó. Rồi vậy thì có 46 tâm, 46 tâm nó sanh lên, 46 tâm nó sanh lên rồi. Rồi vậy cái tâm này thì chúng ta trừ ra cái gì, chúng ta trừ ra cái gì quý vị? Nhãn, nhĩ, tỷ, thân. Đúng rồi, nhãn, nhĩ, tỷ, thân. Đúng rồi, xa thủ lành tai, nhãn, nhĩ, tỷ, thân. Đúng rồi. Rồi đó, vậy thì quý vị biết cái nào là môn rồi, hãy mà cái môn nào thì coi như là cái sắc, cái tâm đó nó sẽ sanh lên, đó là chúng ta đã biết rồi. Rồi bây giờ đến thân môn, thân môn, thân môn, thân môn thì hiện sao quý vị? Thân môn khi mà thân của chúng ta, thân của chúng ta có nghĩa là sắc thần kinh thân á, nó đã xúc chạm với cảnh, nó đã xúc chạm với cảnh xúc là đất, cảnh xúc của chúng ta nhớ là cái gì không, chúng ta nhớ là cảnh xúc là gì không, cảnh xúc chúng ta nhớ là gì không, cảnh xúc gồm có cái gì, cảnh xúc gồm có cái gì quý vị? Đúng rồi, đất gió lửa xà thủ, ai mà gắn cái chữ nước vô nữa thì không được. Đất gió lửa ha. Tại sao mà quý vị nhớ là thường thường là
thường thường là đất nước lửa gió, mà sao tại sao mà tại sao mà tại sao mà ở trong cái cảnh xúc này á, nó chỉ đất gió lửa thôi. À quý vị nhớ cái này không, cái này nó cũng là một cái mắc me tí xíu đó nha. À nó là một cái mắc me tí xíu, tại vì á khi mà mình học về cái này á là nó về mình đang nói về thực tính, thực tính thành ra đó đối với thân của mình á, nó xúc chạm với cái gì cứng mềm nó biết. À, hoặc là thân của mình á, cái gì mà nó lay động á, thì thân mình cảm xúc được, hoặc là nó nóng lạnh thân mình cảm xúc được. Còn cái thực tính của nước mà mình đang học á, về mà chân đế á, là nó thuộc về cái gì quý vị? Nó thuộc về cái chất kết dính, là cái thấm định, cái quán tụ, thì thân của mình sao biết được, là thân của mình sao biết được đó. Thành ra đó cái chất nước ở đây á, là chỉ có cái gì quý vị? Chỉ có tâm, là chỉ có tâm, là tâm của chúng ta mới cảm nhận được cái chất thấm định, cái chất quán tụ, là chỉ có thân của chúng ta mới cảm nhận được cái điều đó thôi nha. Đó, tâm của mình á, tâm của mình lúc đó coi như là vi tế, mình mới phân tích được là những cái điều này đó. Còn đối với là đất nó thô, gió nó cũng thô, lửa nó cũng thô, nóng lạnh mà cứng mềm nóng lạnh là rung chuyển động, là chuyển động, thành ra những cái thô mình biết được. Còn cái chất nước mà nói theo thực tính ở trong đất nước lửa gió này thì nó thuộc về cái chất mà nó vi tế, nó thấm định, nó quán tụ, nhà nó thành ra nó không thể nào mà thân của mình biết được hết, không thể nào mà thân của mình biết được hết. Thành ra đó là khi mà nói về thân mà nó đối chiếu với cảnh xúc thì chúng ta lấy đất lửa gió, chúng ta không có lấy chất nước. Chất nước đó thì khi mà tâm của chúng ta đó mà với một cái tâm mà gọi là định tĩnh, thì sẽ biết được, sẽ cảm giác được là cái chất nước, là sẽ cảm giác được cái chất nước mà với một cái tâm mà định tĩnh đó. Thì sẵn thì nhân cái chỗ này thì chúng tôi nhắc lại, chúng tôi nhắc lại cho quý vị nhớ những cái này. Thật sự ra nó làm chúng ta mà không có để ý, là chúng ta không tìm cách chúng ta nhớ, sau này chúng ta sẽ quên, là sau này chúng ta sẽ quên. Chúng ta nếu mà quý vị mà muốn nhớ được thì quý vị cứ phân tích theo cái cách này, là cái cách mà thủ công. À, cái cách này gọi là cái cách thủ công, có nghĩa là mình ngồi mình phân tích chậm chậm từ từ. Người ta hỏi mình tại sao mà đối với thân thần kinh thân đối chiếu với cảnh xúc, mà ở trong cảnh xúc có đất lửa gió thôi, thì bây giờ lâu lâu mà chúng ta quên á, lâu lâu mà chúng ta quên đó quý vị, thì chúng ta ngồi chúng ta hỏi coi tại sao vậy, tại sao mà nói thường thường là đất nước lửa gió mà bây giờ mà cái cảnh xúc mà nó đối chiếu với thân, nó ở trong đó nó chỉ có đất lửa gió thôi. Thì chúng ta phải ngồi chúng ta phân tích, tại vì cái thực tính của nó là cái gì. Đất là nó cứng mềm, gió là nó lay chuyển, lay chuyển, còn lửa nó là nóng lạnh, còn cái chất nước là kết dính ấm định. Thì cái thân mình là sao mà thì mình đối chiếu với cái gì mà cứng mềm thì mình biết chứ. À, cái gì mà nó nóng lạnh mình biết chứ. À, cái gì mà nó có cái sự lay chuyển mình biết chứ. Nhưng mà bây giờ nó kết dính với nó thấm định sao mình biết được. Mà đó mình hiểu, mình quay chậm lại thì mình sẽ hiểu được cái chỗ này và mình sẽ nhớ được cái chỗ này. Còn thành ra đó khi mà đối với ai mà nói mà tu thiền mà phân tích được những cái điều này á, là coi như là nếu mà người nào mà phân tích được mà cái chất nước luôn á, là coi như là tới cái cao siêu lắm, mà tới cao siêu lắm mà mới mới phân tích được. Chứ lúc này là chúng ta hiểu theo cái trí văn của chúng ta thôi, là do chúng ta học mà chúng ta nhớ, là chúng ta ngồi chúng ta suy tư ra chúng ta hiểu được cái điều này rồi. Vậy thì đối với thân môn á, khi mà nó tóm thâu được cảnh xúc rồi thì tâm gì nó sanh lên quý vị? Tâm gì nó sanh lên? Thân thức thuộc về cảnh xúc, đất lửa gió chứ mới đây nói đây là đánh 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 lộn rồi. Phật tử Nhật Quỳnh đánh sai rồi.
đất lửa gió. Bây giờ thì hồi nãy giờ chúng tôi thanh thức rồi, rồi tâm thanh thức và sa thú, đúng rồi, tâm thanh thức. Khi mà tâm thanh thức thì thanh thức thì chúng ta cái gì quý vị? Thanh thức thọ gì? Thân thức thì thọ gì với thọ gì? Thân thức thì thọ gì với thọ gì? Thọ khổ và thọ lạc, đúng rồi. Thân thức hồi nãy á, cái cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức là nó đều là thọ xả hết. Nhưng mà đến thân thức thì khổ và lạc. Thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc, chúng ta nên nhớ. Mà khổ lạc gì cũng vậy, cũng bảy sở hữu biến hành, sanh lên đó nhất định. Nhất định là hai cái thân thức này, hai cái tâm thân thức này cùng với bảy sở hữu biến hành, nó sẽ sanh lên nhất định. Khi mà thân thức mà nó tóm thâu được cái cảnh xúc, là coi như là nhất định là hai tâm này sẽ sanh lên cùng với bảy sở hữu biến hành. Rồi trong lúc đó cũng có thể có 46 tâm, cũng có thể có 46 tâm nó sanh lên cùng với 52 tâm sở nữa. Chúng ta trừ cái gì? Chúng ta trừ cái gì ra quý vị? Chúng ta trừ cái gì ra? Chúng ta trừ cái gì ra? Chúng ta trừ cái gì ra? Quý vị đánh lên đi. Rồi mình sẽ qua cái phần này. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, đúng rồi, sa thú. Tại vì mấy anh chàng này là coi như là mắt ảnh bắt cảnh sắc, lỗ tai thì ảnh bắt cảnh thinh, mũi thì ảnh bắt cảnh mùi, lưỡi thì ảnh bắt cảnh vị, thân thì bắt cái cảnh xúc. Nó thành ra coi như là mình lấy anh này thì mình phải trừ ra bốn anh kia thôi. Thế mà lấy cái anh này là mình phải trừ ra bốn anh kia thôi. Rồi đó, thành ra chúng ta có cái chỗ này á, thì chúng ta ráng chúng ta để ý để mà chúng ta nhớ. Rồi bây giờ hồi nãy chúng tôi nói sáu môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Bây giờ đến ý môn, bây giờ đến ý môn. Bây giờ đến ý môn. Ý môn á, ý môn ở đây á thì coi như là ý môn có nghĩa là chúng ta nói về cái gì quý vị? Khi mà nhắc đến ý thì coi như là tâm, tâm tâm nó sanh lên, tâm nó sanh lên. Vậy thì tâm nó sanh lên. Tâm nó sinh lên. Vậy thì đối với ý môn thì có bao nhiêu, có bao nhiêu, có bao nhiêu tâm nó sinh lên, có bao nhiêu tâm nó sinh lên thì chúng ta coi như là nếu mà nương theo á, ý môn á thì nó có 99 tâm, 99 tâm nó sinh lên. Chín mươi chín tâm nó sanh lên á thì coi như là tại sao mà chúng ta có 121 tâm, chúng ta có 121 tâm mà bây giờ ý môn á mà nó có 99 tâm nó sanh lên thôi, thì chúng ta khi mà nhắc tới 99 tâm chúng ta thấy nó nhiều quá, bây giờ nhớ không được 99 tâm, biết tìm tâm gì trong đó thì chúng ta phải lấy con số tổng, chúng ta phải lấy con số tổng. Có nghĩa là mình có 121 tâm, mình có 121 tâm á, vậy thì coi như á là nãy giờ mình học mấy cái môn kia đó thì coi như là mình trừ ra,
năm cái anh chàng kia là tâm nhãn thức, nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thanh thức. Chúng ta vậy thì chúng ta trừ ra ngũ song thức, ngũ song thức là được được 10 tâm rồi, phải không? Được 10 tâm rồi. Được 10 tâm rồi. Rồi ba ý giới. Rồi được ba ý giới nữa, rồi chín tâm quả đấu đại. Chín tâm quả đấu đại này, mấy chín tâm quả đấu đại này coi như là nó không có nương, nó không có nương cái gì hết đó. Thành ra mình phải phải trừ nó ra. Mình phải trừ nó ra quý vị. Đó thì coi như là đủ chưa, đủ 22 chưa đó. Đó thì chúng ta trừ ra như vậy đó. Chứ chứ mà nếu mà chúng ta tìm con số 99 thì nó cực hơn. Chúng ta tìm cái số 99 thì nó cực hơn ha quý vị. Thành ra chúng ta tìm theo cái cách này, chúng ta tìm theo cái cách này để cho chúng ta có cái dễ nhớ. Rồi khi mà chúng ta học mà sâu vô cái phần này, khi mà chúng ta học sâu vô cái phần này thì dễ tìm hơn, chúng ta sẽ dễ tìm hơn nữa. Còn nếu mà bây giờ đó mà chúng ta đào thẳng vô mà chính chính tâm này á, thì nó làm cho quý vị mệt thôi, nó làm cho quý vị sẽ có cái như là cái sự suy nghĩ, suy nghĩ nó nhiều hơn, nó suy nghĩ nó nhiều hơn nên chúng ta mệt. Rồi vậy thì đối với cái cõi, đối với cái cõi dục giới của chúng ta đó, thì chúng ta có đủ mấy môn quý vị? Đối với cõi dục giới chúng ta đang sống quý vị có đủ đủ 6 môn không? Mình đang sống ở cõi nào? Cõi dục giới, phải không? Mình đang sống ở cõi dục giới thì mình có đủ, mình có đủ 6 môn. Mình có đủ 6 môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Đối với cái cõi mà chúng ta đang sống nè, hoặc là những cái cõi trời thấp, nói chung là cõi ngũ quẩn á, cõi nào mà nó có đủ 5 quẩn á thì nó có đủ 6 môn này hết. Rồi nếu mà quý vị mà đắc thiền, quý vị sanh lên cõi sắc giới, sanh lên cõi sắc quẩn á, sắc giới mà có tưởng đó nha, sắc giới mà có tâm á, sắc giới mà có tâm á thì quý vị còn còn mấy môn? Còn mấy môn? Quý vị sẽ còn 3 môn. Quý vị còn 3 môn. Nhớ nha, khi mà chúng ta đó mà tu thiền á, mà chúng ta chứng thiền mà chúng ta sanh về cõi sắc giới đó, cõi trời sắc giới đó, thì coi như là lúc này á, chúng ta còn con mắt, còn cái lỗ tai, và còn cái ý, còn cái ý. Còn đối với á, tỷ môn và thiệt môn á, tỷ môn, thiệt môn, thân môn thì chúng ta không còn những cái thần kinh đó nữa, chúng ta không có còn cái thần kinh đó nữa. Thành ra coi như là lúc đó đó là chúng ta không có ăn những cái thức ăn mà nó thô, không có ăn những cái thức ăn mà nó thô, giống như là cõi ngũ quẩn. Mà hơn nữa đó, mà tại chúng ta phải hiểu là tại sao mà khi mà sanh về cõi sắc giới đó, là coi như là chúng ta chỉ còn có ý, và nhãn và nhĩ, có nghĩa là chúng ta còn cái ý để mà và mắt để thấy, và tai để nghe. Là có nghĩa là cái năng lực của thiền định nó đã áp chế được những cái dục, những cái dục về ngửi mùi, ăn uống, xúc chạm. Đó, đó có nghĩa là khi mà quý vị hành thiền nè, quý vị tu thiền, quý vị giữ bát quan trai giới, rồi quý vị tu thiền đồ này kia, rồi quý vị chứng thiền sắc giới á, thì lúc đó đó mình sanh về cái cõi sắc giới mà hữu tưởng á, sắc giới mà có tâm á,
Đó thì lúc đó đó là coi như là chúng ta chỉ còn có ý môn và nhãn môn và nhĩ môn thôi. Đó là tại sao vậy? Tại vì do năng lực thiền, khi mà chúng ta ở cái cảnh ngũ uẩn này nè, chúng ta tu tập, chúng ta ức chế cái đó rồi, chúng ta không còn thích thú với cái sự ngửi mùi, chúng ta không còn thích thú với những cái vị ngon ngọt đắng gì đó, chúng ta không còn thích thú, chúng ta không còn thích thú với cái sự xúc chạm đồ này kia đó. Thành ra đó, khi mà do chúng ta đè nén được mà ba cái này, là ba cái cửa này, thành ra chúng ta sanh về cái cõi sắc giới đó, nó chỉ còn có ý và có nhãn và nhĩ. Để chi? Để chúng ta vẫn còn thấy, vẫn còn nghe, rồi vẫn còn ý để mà suy tư, để mà suy tư nha. Đó, thành ra chúng ta nên nhớ là chúng ta phân tích ra được như vậy thì chúng ta biết rằng là cõi sắc giới mà hữu tưởng chỉ còn có ba cửa thôi, nhãn môn, nhĩ môn và ý môn thôi. Rồi còn đến mà cái cõi mà vô tưởng với vô sắc đó, vô tưởng với vô sắc thì có môn nào không? Vô tưởng có nghĩa là không có môn nào hết. Cõi vô tưởng mà vô sắc đó, là coi như là không có cái môn nào hết, không còn cái cửa nào hết đó. Đó rồi, vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, chúng tôi yêu cầu quý vị chỉ cần biết được cái tên thôi, mình biết được cái tên thôi, có nghĩa là mình học về môn yếu hiệp. Thì khi mà nhắc đến cái chữ môn ở đây đó, là nhắc đến cái chữ môn ở đây đó, thì chúng ta nhớ rằng là cái lối, cái cửa, cái ngõ để các cái cảnh đó, nó đi ra đi vô, để nói chung là để bắt cảnh đó. Thành ra do đó người ta gọi là môn, do đó người ta gọi là môn. Thì quý vị như là nhớ với một cái trình độ mà trung bình thôi, một cái trình độ trung bình thôi. Rồi khi mà nói tới ở trong quy diệu pháp thì chúng ta có nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Cái chỗ mà nó bắt cảnh, cái chỗ mà nó bắt cảnh cho chúng ta đó, cái chỗ mà nó bắt cảnh cho chúng ta đó nha quý vị. Đó, chúng ta nhớ về những cái điều đó thôi. Rồi ở trong cái cõi ngũ uẩn thì chúng ta có đủ 6 môn, cõi sắc giới mà hữu tưởng, sắc giới mà có tâm á, thì coi như là còn có 3 môn thôi, còn vô tưởng vô sắc không còn môn nào hết. Đó, do năng lực của thiền ức chế là không còn môn nào hết. Đó thì coi như là chúng ta chỉ nắm cái phần đó thôi, nắm cái phần căn bản như vậy thôi. Rồi lúc nào mà chúng ta học mà có quay lại cái này nữa thì có liên quan thì mình sẽ đi sâu vô tiếp. Còn bây giờ thì chúng tôi mong quý vị chỉ nhớ như đó thôi cũng được. Dạ, vậy thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng này, với đây cũng vừa đủ thời gian và chi pháp rồi, nên chúng tôi xin được kết thúc với cái phần phước nào chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương, càn đắc bà, ngã quỷ, Atula, những chúng sanh dạ so, những chúng sanh chúa chư thiên, mong cho các vị hưởng được cái phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Có một cái Phật tử nào đó với cái tên là Ngọc Quỳnh Đai Si Trần, đã gửi 500 đô la Úc, 500 đô la Úc
để cúng dường cho hòa thượng giác chánh là 400 đô la Úc, và còn lại 100 thì cúng cho sư Việt. Sư Việt có nghĩa là đại đức Hồng Việt ở cũng ở chùa Bổn Đức luôn. Và trong cái cúng đó, đó thì cái vị đó có lời nhắn là nhờ chúng tôi chuyển cái tin này lên ở trên internet để cho những ai mà người ta có hùng phước đó, thì người ta nghe để mà người ta biết rằng là cái vị đó đã chuyển rồi. Thì cái này không phải chúng tôi nhận, thành ra chúng tôi cũng không có biết nữa, không có biết ai hết, mà cũng biết là internet đưa cái thông tin này lên internet là không biết internet nào, có nghĩa là ở trên Facebook hay là ở Bangkok, mà không biết ở room nào. Do vậy chúng tôi cũng cũng không biết như thế nào nữa, và cái người gỡ là để chúng quý vị cho chúng tôi chút xíu thời gian. Ngọc Quỳnh hả? Ngọc Quỳnh Đại Sư. Cái người này cái tên hơi lạ, chúng tôi chưa. Cái vị mà có nickname này nha quý vị. Đã chuyển về cho sư trưởng, chuyển chuyển về tổng cộng là 500 tiền Úc, 500 đô la Úc. Đã cúng dường cho hòa thượng Nhất Chánh là 400 đô la Úc, và đại đức Hồng Việt ở tại chùa Đức đô la Úc, và đã nói với cái người nhận là nhờ sư Pháp Tính đưa thông tin này lên trên internet để cho mọi người biết, và chúng tôi cũng cũng biết internet nào nữa, chúng tôi cũng biết internet là trong Bangkok này hay là trong Facebook. Facebook thì chắc có lẽ chúng tôi không dám đưa lên rồi, mong quý vị có thể nghe, quý vị thông cảm, quý vị chuyển giùm tôi, chứ chúng tôi chưa có biết rõ cái thông tin này, chỉ có Trung Pháp Cú và Phật tử thân quen này chúng tôi mới dám đưa các tin tức lên thôi, còn đối với Facebook thì không dám cái điều này rồi, mong quý vị thông cảm ha. Bây giờ thì xin gửi mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sa thú kính tri ân đại đức Pháp Tính đã giảng học gì pháp về môn yếu hiệp cho tràng con thành thầy kính lễ chư tôn đức thân kính quý đạo.